nhà thờ Xóm Chiếu. Trong đây là Xóm Đạo. Giáo xứ Xóm Chiếu thành lập năm 1856. Trăm năm rồi, trăm mấy chục năm rồi. Đây là chợ Hai Châu Xóm Chiếu. Buổi chiều thì bán ra nhiều lắm, giờ này thì chưa có bán đâu. Có chợ bán bún riêu nè, 35.000. Đây có mấy người đang chuyển ký nôi chạy một lát nữa thì mình sẽ để là chợ một ba hai Xóm Chiếu. Nếu mà hỏi vì sao mỗi lần chạy ở đây mình hay nói một ba hai Xóm Chiếu, bởi vì nơi đó có khá là dễ gì đó với mình, có quá khứ đó chứ là quá khứ rồi. Mà bây giờ thì cái là Hà Nội như đó. Để xem một ba hai Xóm Chiếu ở đây đó, một ba hai Xóm Chiếu. Phía bên hẹn đó là 132 Xóm Chiếu. Đó, 132 Xóm Chiếu bản. Xong rồi. Mỗi lần mà chạy qua thì hay nhìn vô phía bên trong 132 Xóm Chiếu. Làm như chợ đó giờ hết cho sinh viên mới hay sao á. Thấy chạy ngang cũng có trăm lần rồi mà không thấy sinh viên nào ra. Mà cái chợ đó xe chỉ cho sinh viên nữ mới thôi. Xóm Chiếu trang trí Noel đó giờ này. Chỗ này cũng như là phố ẩm thực của quận Tây đó, nhiều chỗ bán đồ ăn lắm luôn. Đó, trời chỗ bán đồ ăn luôn. Có cái quán cơm gà ngày xưa hay ăn đó.
hai ly rau má không đường. Hai ly rau má không đường. Rau má đậu á. Không có đường, rau má đậu không đường, có đậu không đường. Ừ.